thời cán bộ ngồi nhầm vị trí. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cháy nhà mới ra mặt chuột, nhũng nhiễu, thiếu tâm, kém tài là những hệ lụy của việc cán bộ ngồi sai vị trí. Một phó trưởng ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải làm rõ màn biểu diễn bán thoát y giữa phố trong tình trạng hơi men làm chủ. Hai phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa bị xử lý khi dẫn nhau vào nhà nghỉ. Còn tại Đồng Nai, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một loạt cấp dưới mới lệnh án tù vì sai phạm trong đấu thầu. Những cán bộ vừa kể là vài ví dụ người viết liệt kê ngẫu nhiên về sự kém tài thiếu đức. Họ lẽ ra bị soi chiếu kỹ lưỡng trong bộ máy trước khi kịp thực hiện những hành vi xấu. Thế nhưng, vì một số hạn chế của quy trình, quy định hiện hành mà điều không mong đợi cho xã hội vẫn xảy ra. Đó là những tấm gương tối lộ bản chất một cách bất đắc dĩ. Còn thực trạng hiện nay, những người âm thầm hưởng lợi từ việc được bố trí nhầm không hiếm. Nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục, hách dịch lúc ứng xử với dân, lúng túng trong nhiệm vụ chuyên môn của chính mình, của một bộ phận cán bộ đang là thực tế khá là phũ phàng tại không ít cơ quan đơn vị. Việc lọc ra khỏi bộ máy những nhân sự kém chuyên môn, thiếu tư cách hay vì lý do khác được nhà nước tiến hành nhiều năm nay. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, chỉ từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, các bộ ngành địa phương tinh giản được gần 80.000 người. Trong đó, tỷ lệ tinh giản biên chế do đánh giá hàng năm không hoàn thành nhiệm vụ cao nhất hơn 52%, do chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo 15%, rồi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, đơn vị hành chính 15%, do sức khỏe không đảm bảo 3%, còn đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025. Định hướng đến năm 2023, Bộ Nội vụ dự kiến số cán bộ công chức cấp xã dôi dư gần 49.000 người và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư khoảng 28.000 người. Những kết quả hoặc dự kiến kết quả ấy là tín hiệu lạc quan thể hiện sự nỗ lực của nhà nước về xây dựng bộ máy tối ưu. Tuy nhiên, như những ví dụ ở trên, hãy còn đâu đó sự lỏng lẻo, xê xoa khiến không ít ý kiến hồ nghi cho là nói miệng giữa con số và tác dụng còn khoảng cách khá xa. Nghị định 29 năm 2023 quy định về tinh giản biên chế ra đời, khắc phục những hạn chế đó. Văn bản này mở rộng, đồng thời chi tiết hóa những trường hợp rời bộ máy, trong đó gồm những trường hợp bị xử lý do vi phạm, được kỳ vọng như miếng vá hoàn hảo, bịt chặt những lỗ hổng khiến việc tinh giản trước đây chưa như ý. Quan điểm đã vững, ý chí đã thông, quyết tâm đã mạnh và công cụ đã bén, giờ chỉ còn thực thi làm sao để quá trình tinh giản diễn ra trơn tru, nhanh chóng, hiệu quả, công tâm, chính xác. Và đó không nên là kỳ vọng, đó phải là mệnh lệnh trong trái tim những người thực thi. Tài nguyên nước là ngành kinh tế thu lãi lớn, không để nước rẻ như cho. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng mùa nắng thiếu nước, mùa mưa lụt lội là lo ngại về ô nhiễm nguồn nước được các đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 5 tháng 6 về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng sửa đổi luật này cần có một tư duy mới bởi quản lý tài nguyên nước không chỉ là một ngành mà là đa ngành tổng hợp. So với thế giới, Việt Nam có tài nguyên nước nhiều, phong phú nhưng phân bố không đều, dẫn chứng khi còn làm bí thư tỉnh Khánh Hòa. Ông Định kể lại mùa mưa ở Khánh Hòa quá nhiều nước, thừa tới 3 tỷ mét khối, nhưng đến mùa hạn lại thiếu gần 800 triệu mét khối. Nhắc đến tình trạng khai thác quá mức và ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, ông Định đánh giá sự tái tạo, sử dụng lại nước ở Việt Nam chưa được nhiều, một ngày bao nhiêu triệu mét khối nước thải ra, nếu có thể áp dụng công nghệ để sử dụng lại thì rất tốt. Nhấn mạnh, nước không phải trời cho không, mà là một thứ tài sản rất có giá trị và càng ngày càng có giá trị. Ông Định cho rằng, cần đặt ra trách nhiệm của nhà nước trong điều tiết nước giống như điều tiết điện. Nước là hàng hóa, mà đã là hàng hóa thì phải trả tiền. Tài nguyên nước là một ngành kinh tế thu lãi lớn. Cũng nhận định, Việt Nam là một quốc gia có lợi thế về tài nguyên nước, song theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, quá trình sử dụng của chúng ta còn chưa hiệu quả. Đặt ra vấn đề mùa nắng thiếu nước, mùa mưa lụt lội, ông Khánh nhấn mạnh cần giải được bài toán sử dụng nguồn nước thế nào. Theo quan điểm được Bộ trưởng nhấn mạnh, nước là hàng hóa, tài sản quý giá của đất nước nên phải bảo vệ và sử dụng, điều tiết một cách hài hòa hợp lý. Mưa mà chúng ta không có công trình thủy lợi thì không giữ được, để nước chảy ra biển hết, nhưng nắng lên lại không có nước để dùng, ông Khánh lo ngại. Một vấn đề khác đặt ra, theo Bộ trưởng Khánh, là kiểm soát phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm. Nếu tái sử dụng được nguồn này, sẽ góp phần hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm nguồn nước. Trong vấn đề quản lý nguồn nước, ông Khánh cho biết, xu hướng sắp tới sẽ quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhìn nhận, Việt Nam không phải là quốc gia thừa nước mà bị lệ thuộc vào nước. Chúng ta tác động ra bên ngoài lãnh thổ và từ bên ngoài tác động lại vào chúng ta rất lớn thường xuyên. Ông Hoan nhấn mạnh, việc đảm bảo tài nguyên, an ninh nguồn nước rất quan trọng khi xây dựng dự thảo luật này. Dẫn bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết, một số nước đã biến nước biển thành nước ngọt hay tái tạo lại để sử dụng như Israel, một giọt nước sử dụng 3 lần. Từ đó, Bộ trưởng Hoan đề nghị dự thảo luật cần chú ý đến công nghệ về nước. Thế kỷ này là thế kỷ khô hạn. Trước yêu cầu đó, người ta bắt đầu phát kiến ra những công nghệ xử lý nước thải, lọc nước biển để chủ động tạo ra nguồn nước ngọt, ông Hoan nói. Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên góp ý về tài chính nguồn nước và đề nghị rà soát kỹ các quy định có liên quan đến khoản thuế, phí, lệ phí hiện hành nhằm vừa có nguồn thu, vừa tạo nguồn lực để thực hiện các hoạt động quản trị tài nguyên nước từ ngân sách nhà nước. Bà ủng hộ quy định xã hội hóa ngành nước để nước có giá chứ không rẻ như cho, từ đó khuyến khích sử dụng nước có trách nhiệm, tiết kiệm và hiệu quả. Nữ đại biểu cũng góp ý cần quy định theo hướng nhà nước có chương trình xây dựng hồ đập lớn để dự trữ ở các vùng miền, phù hợp với tình trạng khan hiếm nguồn nước và đặc điểm địa hình khí hậu từng vùng. Bày tỏ lo ngại về ô nhiễm nguồn nước, đại biểu Tạ Thị Yên dẫn nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nếu không có hành động can thiệp để ngăn chặn các mối đe dọa này, từ năm 2035, nền kinh tế Việt Nam có thể bị tổn thất khoảng 6% GDP mỗi năm. Đối với hai siêu đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bà Yên nêu thực tế hầu hết các con sông, kênh rạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là ở các vùng tập trung đông dân cư và khu cụm công nghiệp. Mặc dù đã có nhiều công trình, dự án được nghiên cứu, đề xuất, nhưng thực trạng này chậm được giải quyết, gây bức xúc lớn trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường sống, đầu tư phát triển kinh doanh, du lịch ở các siêu đô thị này. Thông tư mới nhất này, theo ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, đã gỡ khó được một phần nhưng lại tạo ra khó khăn mới. Ông Cương cho biết, theo số liệu thống kê và rà soát từ Bộ Công an, tính tới ngày 15 tháng 5 năm 2023, cả nước có đến 38.140 công trình đã đưa vào sử dụng, còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, không có khả năng đáp ứng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy ở thời điểm hiện tại. Vướng mắc chủ yếu của các công trình vi phạm liên quan tới các yếu tố không đảm bảo khi chiếu theo tiêu chuẩn cụ thể như đường, bãi đỗ xe cho chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, bậc chịu lửa, ngăn cháy lan, lối thoát nạn, trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống kỹ thuật có liên quan. Dẫn kiến nghị của doanh nghiệp, ông Cương cho hay, yêu cầu về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ra khó thực hiện, đặc biệt tại các đô thị có mật độ xây dựng cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Khó thực hiện, khó đáp ứng theo quy định cũng có nghĩa là khó làm ăn, khó sản xuất. Được biết, không chỉ các cá nhân tổ chức ở trong nước, mà nhiều hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam và các tỉnh, thành phố cũng gửi văn bản tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ có liên quan, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi xin cấp phép phòng cháy chữa cháy. Điều đó cho thấy cần sớm có những thay đổi, dẫu vẫn biết rằng an toàn phòng cháy chữa cháy là việc rất hệ trọng, nhưng cũng không thể vì thế mà trở thành vật cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.